đang chia sẻ với đạo tràng là ngài đã làm những việc gì ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long một ngày. Dạ bây giờ chắc ngài đã nghe được âm thanh con rồi. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ con xin thay mặt đạo tràng, con đã cung thỉnh pháp sư rồi, và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu Từ Bi cho chúng con học bài học ngày hôm nay. Và Nhược Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học hành tịnh đạo được an vui tiếng pháp. Dạ con. Anh đang một bức thầy nha. Xin cảm ơn Sài Gòn bên lắm đã cho biết cái bài học tuần này. Như vậy có nghĩa là trong cái đoạn nghi tịnh ở đạo phi đạo tri kiến tịnh, ở cái đoạn nghi tịnh chúng ta đã học xong về cách niệm tứ thực là duyên danh cho duyên sanh danh sắc, và niệm điều kiện sở sanh là duyên danh sắc. Nhắc lại là đoạn nghi tịnh là cái sự thanh tịnh nhờ trí thẩm sát, nhờ trí quán triệt được duyên sanh của danh sắc. Thì trước tiên là hành giả niệm tứ thực là duy sanh danh sắc, đoạn thực là duyên trợ cho pháp, xúc thực là duyên trợ cho sáu thọ, tư niệm thực là duyên trợ cho danh pháp đồng sanh và quả thức tục sinh cùng sắc nghiệp tục sinh. Thức thực là tâm dẫn dắt tâm sở và tạo ra sắc tâm. Còn điều thứ hai là nghiệm điều kiện sở sanh của duyên danh sắc, tức là danh sắc phát sanh nó có một cách khác, tức là đương theo sáu căn sáu cảnh làm cho phát sanh thức, tức là danh. Nghiệp tâm thời tiết vật thực là nhân sanh ra sắc pháp, tức là sắc. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách nghiệm duyên danh sắc thứ ba, tức là nghiệm duyên danh sắc y theo y tương sinh ngược dòng.
Trước đây khi khởi đầu tuệ thì ở trong thanh tịnh đạo ngày Bồ Tát Khổ Sáng ngài có trình bày về sáu cái mảnh đất sanh tuệ, tức là quẩn, xứ, giới, quyền, đế. Vậy chân sinh, thì trong cái duyên mà nhận định danh sắc trong cái kiến tịnh, nhận định danh sắc là chúng ta nhận định danh sắc qua ngũ quẩn, thập nhị xứ, 18 giới. Chúng ta chưa nói đến y tương sinh. Thì ở trong cái đoạn nghi tịnh, cái trí tuệ mà nghiệm duyên danh sắc, thì chúng ta có cách là nghiệm theo y tương sinh. Là hành giả xác thấy các hành, tức là danh sắc bị già rồi tan rã. Vì ấy suy nghiệm như sau: sự già chết của danh sắc này hiện khởi do có sinh cha tí và cha gia cha ra mar năng. Sinh có mặt do hữu, gọi là phá quá và cha gia cha tí. Hữu có mặt do thủ, upadana paccaya phavo. Thủ có mặt do ái, do ái có mặt. Rồi ái có mặt do thọ có mặt, thọ có mặt do có xúc, do xúc có mặt. Xúc có mặt do lục nhập có mặt, lục nhập có mặt do danh sắc có mặt. Danh sắc có mặt do thức có mặt, thức có mặt do hành có mặt, hành có mặt do vô minh có mặt. Đó là duyên khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Thì ở đây đó, vị hành giả có thể suy quán ngược chiều của thập nhị nhân duyên mà thấy rõ ràng danh sắc này không phải ngẫu nhiên mà có, mà đã do cái sự tập khởi của các pháp khác. Nhưng mà suy xét đến cái sự tập khởi của các sắc khác thì chúng ta tính theo duyên sinh, theo cái duyên ngược là khởi đầu từ già chết, cha ra mar năm. Rồi chúng ta đi ngược dòng lại thì chúng ta sẽ thấy nếu một người không có đủ trí để nhận từ vô minh duyên cho hành là danh trợ danh, rồi hành duyên cho sắc, vân vân, không có thể bắt nguồn từ vô minh không hiểu, thì Đức Phật đã dạy ngược lại. Khi chúng sanh sống có cái thân này bị già chết chi phối, ai cũng thấy ai cũng biết, thì bây giờ mới nghiệm từ cái chỗ già chết đó do đâu mà có. Tức là già chết do sanh mà có. Vì có sự tái sanh ở đời này cho nên bây giờ mình mới có già chết. Rồi cái sự tái sanh do đâu mà có? Do nghiệp hữu mà có.
tức là cái hành động của đời trước thiện hay là bất thiện, hành động mọi thân mọi khẩu mọi ý gọi là nghiệp hữu. Tâm nó phá quá. Rồi phân nữa, nghiệp hữu có mặt là do nhờ cái gì? Thì thấy rằng nghiệp hữu có mặt là do thủ, tức là cái sự kiến chấp, ái chấp, kiến thủ, dục thủ hữu, kiến thủ dục thủ. Rồi thủ có mặt là do đâu? Thủ có mặt chính là do ái. Cũng như nước sôi, từ đâu mà nó sôi lên? Thì nói rằng từ ở cái nước nóng. Khi mà nước được đun nóng, nóng lâu thì nó trở thành sôi, chứ còn nước lạnh thì chưa sôi được. Cho nên ái, có ái mới có chấp thủ. Rồi ái đó do đâu mà có? Ái đó danh này nó có mặt là do thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc. Thọ do đâu mà có? Chính do có xúc mới có thọ. Tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc mới có thọ. Rồi xúc do đâu mà có? Do lục nhập, tức là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý có mặt, cho nên mới có xúc. Nếu không có con mắt thì không có xúc cảnh sắc, tức là không có nhãn xúc. Không có lỗ tai thính, cái lỗ tai mà còn tốt, thần kinh nhĩ còn tốt, thì làm gì có nhĩ xúc, vân vân. Như vậy là xúc duyên cho, duyên cho thọ. Rồi xúc do lục nhập. Lục nhập tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục nhập do đâu mà có? Chính do có danh sắc mới có lục nhập. Sắc ở đây vì có sắc, có bốn đại, cho nên mới có nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập. Và vì có danh, tức là có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, cho nên mới có ý nhập, tức là thức quẩn. Vì danh sắc do đâu mà có? Thì ngược lại, danh sắc do thức quẩn, tức là do có thức nên mới trợ cho thọ quẩn, quẩn, hành quẩn được. Và thức, cái quả thức tái sanh đó, nó duyên cho sắc nghiệp tái tục. Rồi thức để ở đâu mà có? Do duyên gì mà có? Thì thức này do duyên hành, tức là phi phúc hành, phúc hành, bất động hành. Tức là cái sở hành bất thiện, sở hành thiện và sở hành thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Rồi hành do đâu mà có? Tiền tiền vô thủy, tức là trước trước không có khởi điểm, thì bây giờ chỉ lấy chung chung là do vô minh. Quả thật vậy, chúng sanh vô thủy luân hồi chính do vô minh, tức là không có thấu triệt được khổ tập diệt đạo, bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, gọi là vô minh.
Và nói chung tức là chính do vô minh ấy mà con người mới có hành động, chúng sinh mới có hành động. Do vô minh không hiểu được cái sự khổ luân hồi, cho nên cứ tạo cái ác nghiệp, gọi là phúc, gọi là phi phúc hành. Và do vô minh không hiểu được cái khổ luân hồi, nên dẫu rằng người đó tạo phước, tạo thiện, nhưng mà người này làm thiện tạo phước là cứ có cái sự mong cầu quả dị thục ở cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên. Cho nên Đức Phật là mới thuyết dầu cho không có khởi thủy, tức là không có điểm khởi đầu của sự luân hồi, nhưng mà cứ nói đến là vô minh. Thì như vậy là chúng ta tìm duyên sanh ra danh sắc, chẳng qua nó chỉ là những cái tập khởi của thập nhị nhân duyên, mà tập khởi nó ngược. Bây giờ cái điều thứ tư là nghiệm danh sắc theo y tương sinh nhưng mà xu dục. Xu dục ở đây là nói bắt nguồn từ vô minh. Hành giả thấy sự luân hồi này có thân ngũ quẩn khổ đau, nguồn gốc xuất phát từ vô minh, rồi vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sanh duyên già chết sầu bi khổ oai. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Khi giả nghiệm thấy bị thì tất cả nghi vật ba thời được đoạn trừ. Dầu cho nghiệm duyên danh sắc theo chiều ngược của duyên sinh hay là chiều xuôi của duyên sinh, thì tất cả cái đó cũng đều thuộc về trí. Nhưng mà trí của mỗi người mỗi khác. Cho nên ở đây nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được duyên của danh sắc. Nếu chúng ta suy nghiệm cho nhiều theo 4-5 cách đó. Bây giờ nghiệm cách thứ 5, tức là nghiệm duyên danh sắc theo ba luân. Khi nãy nói về vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập vân vân, hoặc là già chết có sanh làm tập khởi, do sanh làm tập khởi, sanh do hữu làm tập khởi, hữu do thủ làm tập khởi, thủ do ái làm tập khởi, ái do thọ làm tập khởi, thọ do xúc làm tập khởi, xúc do lục dập làm tập khởi, vân vân. Thì bây giờ không nói như vậy nữa, mà vì hành giả nghiệm duyên sinh, nghiệm danh sắc, duyên danh sắc, sắc theo ba luân. Ba luân gọi là quá tác, tiếng quá tác là ba luân. Bây giờ hành giả xác thấy duyên sanh ra danh sắc chỉ là ba luân xây vòng tròn không ngừng nghỉ. Ba luân đó là phiền não luân, kilesa quá tá, nghiệp luân, kamma quá tá, quả luân,
Quý bà không có ta, chỉ luân ở đây không phải là bánh xe, mà luân đó là luân hồi, cái vòng xoay. Chỉ có tá là vòng xoay cái sự luân hồi. Trong 12 chi của y tương sinh thì có vô minh, ái thủ là phiền não luân, hành và hữu là nghiệp luân, thức danh sắc lục nhập xúc thọ, sanh và chết là quả luân. Chúng ta nắm bắt cái chỗ này thì phiền não luân duyên cho nghiệp luân, nghiệp luân duyên cho quả luân, rồi quả luân lại duyên cho phiền não luân, vân vân. Bây giờ chúng ta nói như thế này: vô minh duyên hành, hành duyên cho thức, danh sắc lục nhập xúc thọ, thì vô minh là phiền não luân, duyên cho hành, hành là nghiệp, nghiệp luân, hành duyên cho thức là quả luân, cứ là phiền não luân duyên cho nghiệp luân, nghiệp luân duyên cho quả luân, cứ như thế đó. Rồi khi sanh ra có danh sắc lục nhập xúc thọ rồi đó, bây giờ nó sẽ là cái môi trường dùng chứa những cái phiền não như là ái thủ ở trong duyên sinh. Ái thủ đó là phiền não luân. Phiền não luân này duyên cho hữu, thủ duyên hữu, hữu tức là nghiệp, nghiệp luân hồi. Rồi hữu duyên cho sanh, lão sử tử sở vi vô não, thì nghiệp tạo ra quả là sanh lão tử sầu bi khổ não. Thì như vậy trong thập nhị nhân duyên đó, nếu chúng ta không nhớ được 12 chi thì bây giờ chúng ta chỉ nhớ 3 chi phần được rồi, tức là nghiệp duyên cho phiền não, phiền não duyên cho nghiệp, nghiệp duyên cho quả, thì nó tròn đủ cả 12 duyên mà chúng ta nói một cách tóm gọn theo ba luân thứ bát tám. Thì như vậy ở trong cuộc sống này, danh sắc được tái tạo, danh sắc được tái tạo chính là danh sắc này là quả, quả luân hồi. Mà danh sắc được tái tạo này là do nghiệp. Nghiệp này chính do phiền não mà ra. Người tu tập khi thấy được như vậy đó thì xét nhân quả ba thời, vô minh là và hành là nhân quá khứ duyên cho thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả hiện tại, nhân quá khứ quả hiện tại. Phiền não nghiệp tức là ái thủ và hữu là nhân hiện tại, nó duyên do sanh già chết là quả vị lai. Chúng ta suy xét những cách đó
Trong thanh tịnh đạo nói trọng tâm nghiệp luân, trực tiếp tạo ra quả luân. Bởi thế ngài đặc biệt giải thích theo 12 loại nghiệp, tức là bốn nghiệp theo thời chỗ gọi là ba các ca lá qua xê ná, bốn nghiệp theo thứ tự chỗ quả ba các đà ná bởi già gì ná, bốn nghiệp theo chức năng kính chất qua xê ná. Thì ở đây thưa quý vị, cái chỗ này ở trong thanh tịnh đạo nói thêm để cho vị hành giả suy gẫm. Lẽ ra khi mà lược thanh tịnh đạo đó, giảng lược thanh tịnh đạo, thì cái chỗ này chúng ta bỏ qua, vì để cho hành giả có cái sự ghi nhận liên tục, cái trí tuệ phát sanh để tìm hiểu về duyên sanh ra danh sắc thôi. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy rằng cũng có ích lợi, cho nên lấy thêm chứ không có bỏ, không có bỏ bớt, mới giải ra 12 loại nghiệp. Bây giờ trước khi chúng ta kết thúc cái phần đoạn nghi tịnh, thì chúng ta sẽ bàn về 12 loại nghiệp. Trước nhất là cái bộ bốn nghiệp theo thời trổ quả, tức là bốn loại nghiệp và trổ quả theo thời. Một là hiện báo nghiệp, hai là sanh báo nghiệp, ba là hậu báo nghiệp, bốn là vô hiện nghiệp. Hiện báo nghiệp tức là nghiệp trổ quả ngay trong đời này, có thiện và ác, có nghiệp thiện nghiệp ác, hiện báo nghiệp đó thưa quý vị. Nhưng mà thường thường người ta nói quả báo nhãn tiền đó là người ta ám chỉ cho cái nghiệp ác trổ quả hiện tại thôi. Nhưng mà cái người mà tạo phước, người ta không dám nói là quả báo nhãn tiền. Nhưng mà xét ra đó, quả báo nhãn tiền tức là trước mắt. Như bây giờ cái nghiệp ác nó trổ quả hiện tại, mà trong Pháp Cung Kinh Đức Phật Ngài có thuyết về một người mà tạo ác nghiệp giết hại bậc thánh nhân, như là những tên tướng cướp đó, và giết hại tôn giả Mokkalana, tôn giả Mục Liên. Thì ngay trong hiện tại bị Đức Vua Vasenadi sau khi điều tra bắt tất cả những cái tên côn đồ đó và đem chung sống chừa lên cái đầu, rồi tốn rơm lên phía trên và đốt, đốt rơm và cháy. Và như vậy những tên cướp này chết một cách đau đớn. Cái đó là quả báo nhãn tiền. Hoặc như trường hợp người đồ tể, có người đồ tể kia, tức là cái người hàng bò, hàng ngày ông ta giết bò để lấy thịt và bán đồ nhật. Và ông ta có một cái thói quen là ăn cơm bằng cái
cái món món ăn là lưỡi con bò đem xào, đem chiên xào. Thì thưa quý vị, một ngày kia người vợ của ông hàng bò này đem thịt ra chợ bán, và hôm đó bà đắt, do đó bà bán luôn cái lưỡi của con bò. Thế là buổi trưa không có cái món ăn lưỡi bò, thì ông hàng bò này ông bực tức, ông không thể ăn với những món ăn khác. Ông ta hậm hực cầm cái con dao ra ngoài chuồng bò, lựa con bò mà ngày hôm nay ông ta sẽ làm thịt nó. Nhưng mà trước tiên là ông ta cắt lấy cái lưỡi con bò để làm cái bữa ăn trước cái đã. Sau khi cột bốn chân con bò giang ra, ông ta nắm lấy cái sừng của con bò, cột cho nó yên lại, rồi ông ta cạy cái miệng của con bò ra, lấy cái lưỡi ông ta cắt cái lưỡi của con bò. Do cái hành động quá ác như vậy đó, cho nên tự nhiên ông ta cảm thấy nóng nảy, ông ta khó chịu lắm, ông ta không có hứng thú. Nhưng mà đã lỡ làm rồi, dầu biết đó là một cái sự tàn nhẫn, nhưng mà ông ta vẫn làm. Ông ta đem vào nhà đưa cho người vợ cái lưỡi con bò cắt sống. Người vợ mới chiên xào đem lên cho ông ta ăn với cơm. Và khi mà ông ta cái tâm đang bị ra rất nóng nảy, ông ta gấp cái lưỡi con bò mới chiên xào nóng hổi, ông ta bỏ vô miệng, ông ta nhai ngấu nghiến. Thì thưa quý vị, lúc đó ông ta bị phỏng lưỡi, và do cái ác nghiệp chi phối cho nên cái lưỡi của ông ta nó bị đứt ra. Ông ta cắn lưỡi bởi vì nó nóng quá, cho nên ông ta chết và ông ta sinh xuống địa ngục. Thì khi mà ông ta bị nóng mà ông ta cắn lưỡi đứt ra đó, thì ở trong kinh nói rằng đây chính là cái quả báo nhãn tiền của ác nghiệp mà ông ta đã gây tạo. Còn về cái thiện nghiệp mà quả hiện tại đó, như là trường hợp ông Buddha là người thợ cày, cũng trưởng giả Sumana, vào buổi sáng thì ông ta ra đồng để cày cái thửa ruộng, cày thuê cho ông bác hộ này. Còn người vợ của ông Buddha thì ở nhà nấu cơm đem ra cho chồng. Nhưng mà khi dở cơm đem ra dọc đường thì gặp tôn giả Sariputta đang đi khất thực. Ngài vừa xả thiền diệt xong, Ngài đi khất thực. Thì bà Buddha lấy làm quan hỷ, nghĩ rằng thỉnh thoảng ta mới được dịp để gặp Ngài, gặp tôn giả Sariputta, như vậy thì ta hãy đem cúng dường cái phần cơm này cho tôn giả, rồi trở về nấu bữa cơm khác cho chồng cũng được. Rồi bà đến đảnh lễ và cúng dường, trở về nhà. Còn Ngài Sariputta thì Ngài đi đến, đi ngang qua cái thửa ruộng của ông Buddha. Ông Buddha cũng khởi lên cái niềm tin và dừng
công việc lại, lên bờ để tiếp rước cái bát của Ngài và chọn một cái gốc cây mát, trải cỏ rơm và thỉnh Ngài an tọa để thọ thực. Rồi ông ta đứng quạt hầu cho Ngài thọ thực. Xong rồi ông ta dâng nước và tâm sẽ răng. Cả hai vợ chồng làm cái công việc đó đối với một vị A-la-hán vừa mới nhập thiền viện 7 ngày rồi xả thiền. Cho nên cái quả phước đặc biệt nó khởi lên. Lúc sau bà Vôn Đá, sau khi mà Ngài thọ thực xong, Ngài ở bên bác đi về rồi, thì bà Vôn Đá mới đem vật thực ra cho chồng. Và từ xa bà đã nói để cho ông chồng có sự thông cảm và quan hỷ. Sở dĩ mà đem ra trễ, lý do đem ra trễ, thì ông Vôn Đá rất là quan hỷ. Và ông ta cũng thuật lại là lúc nãy ông ta đã hộ độ phục vụ cho Ngài thọ thực ở dưới gốc cây này. Nói rồi hai vợ chồng tùy hỷ phước lẫn nhau. Và ông ngồi xuống ăn cơm buồn. Ăn cơm xong thì ông ta nằm gối đầu trên đùi của vợ và ngủ trưa. Người vợ cũng ngồi dựa vào gốc cây đó mà gió mát ngủ quên. Xế chiều thì hai vợ chồng thức giấc và thấy một điều hy hữu lạ lùng nó khởi lên. Tức là cái thửa ruộng ông ta cài những cái mảng, những cái luống cài, bây giờ không phải là đất mà nó là vàng. Ông ta mới đi vào triều tâu với Đức Vua, và Đức Vua cho người ra để kiểm kê cái số tài sản đó và phong tặng cho ông ta là cái chức Bahasathi, là đại bá hộ. Trong khi nói rằng đây là cái quả báo hiện báo nghiệp của hai vợ chồng Buddha. Ngày trước còn là một người nông dân làm cài thuê mướn, nhưng mà ngày hôm sau thì ông ta đã trở thành một đại bá hộ. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ có thể trình bày như vậy để cho các Phật tử chúng ta hiểu rằng hiện báo nghiệp đó, khi mà chúng ta làm phước, một là đối tượng thí, thành tựu do đối tượng thí. Đối tượng thí ở đây tức là chư tăng, một vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo chẳng hạn. Hai là chúng ta cúng dường với những cái vật thí nó thích hợp để thọ dụng. Thí dụ như cúng dường y phục vật thực, sàng tọa và thuốc trị bệnh cho vị tỳ kheo đó đủ rồi. Cái đó là bốn món nhu cầu cần thiết cho đời sống sa môn. Rồi thứ ba đó là do đầy đủ tâm tư, tức là tư tiền, tư hỷ, tư hậu, có sự quan hỷ. Quan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm xong quan hỷ. Và thứ tư là cúng dường đến cho cái bậc có ân đức đặc biệt. Ân đức đặc biệt Atthiri Kaguna, cúng dường đến cho bậc có ân đức đặc biệt. Và trong chú giải nói rằng đây chính là trường hợp một vị A-la-hán nhập thiền viện Nirodhasamapatti. Trong 7 ngày Ngài nhập thiền thì diệt tâm không sanh, và do đó Ngài không có ăn uống gì cả. Đến ngày thứ 8 Ngài phải đi khất thực để tìm vật thực, đoàn thực đưa vào trong thân thể. Thì ngay trong lúc đó, nếu ai gặp vị A-la-hán này đầu tiên và cúng dường vật thực cho Ngài thọ thực sau 7 ngày không ăn,
thì như vậy cái phước nó sẽ phát sinh trong hiện tại, gọi là hiện báo nghiệp thuộc về thiện. Thứ hai đó gọi là sanh báo nghiệp, tức là nghiệp trổ quả sau kiếp sống này. Sanh báo nghiệp cũng có hai loại: sanh báo nghiệp thuộc về thiện, sanh báo nghiệp thuộc về ác. Một người làm phước ngay trong hiện tại, sau khi mệnh trung, cái thiện nghiệp đó nó tạo ra, nó thức tái sanh để cho sanh về cõi, cõi trời hay cõi nhân loại. Để hưởng thiên lạc và nhân lạc. Thì như vậy đây gọi là sanh báo nghiệp thuộc về thiện. Ngược lại, một người làm ác, do cái ác nghiệp nặng nề quá, cho nên sau thì mệnh chung phải bị tái sanh vào cảnh giới khổ thú, khổ cảnh như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì như vậy gọi là sanh báo nghiệp thuộc về ác. Cho nên sanh báo nghiệp upapaccha vedanidhikamma, chúng ta phải hiểu cái chỗ này là như vậy, nghĩa là sau khi mình trung lãnh lấy cái hậu quả, cái quả dị thục của nghiệp bây giờ đang tạo, đã tạo. Rồi hậu báo nghiệp thứ ba là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp ở đây tức là nghiệp trổ quả ở kiếp sau sau nữa. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nên hiểu rằng chỉ có cái nghiệp thiện, dục giới hay nghiệp bất thiện thì mới tạo ra hậu báo nghiệp. Còn như nghiệp thiện thiện, sắc giới, thiện thiện vô sắc giới thì nó chỉ là sanh báo nghiệp tới đó thôi. Không, thiện nghiệp thuộc về thiền, sắc giới vô sắc giới không phải là hiện báo nghiệp, không phải là hậu báo nghiệp, mà chỉ là sanh báo nghiệp thôi. Ở đời sống hàng ngày của chúng ta đó, có những lúc chúng ta được phát sinh lên tài sản, lợi lộc. Có khi chúng ta bị tai bay quả gửi, bị kẻ thù hãm hại, hay là bị tai nạn v.v. hoặc là bị bệnh tật. Thì trong trường hợp này chúng ta đừng nghĩ rằng đây là do quả nghiệp của kiếp kế trước. Cái đời kế trước đó không có tạo nhiều đến nỗi mà thiện nghiệp, ác nghiệp lẫn lộn như vậy. Mà chúng ta phải biết rằng chúng ta đang hưởng cái hậu báo nghiệp, có thể là hậu báo nghiệp của đời quá khứ xa xưa, chúng ta làm bây giờ nó trổ quả. Nghiệp nào mà cách đây hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời trở về trước, hay 100 đời trở về trước, ngàn đời trở về trước, thì cái đó chúng ta gọi là hậu báo nghiệp. Như trường hợp tôn giả Mokkalana, ngài bị chết một cách thê thảm do cái bọn côn đồ đã được ngoại đạo thuê mướn và ám sát ngài, bầm thi thể của ngài ra từng mảnh từng mảnh. Thì cái này ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật ngài dạy rằng đó là do cái hậu báo nghiệp ở trong đời quá khứ xa xưa nữa, lâu lắm. Lúc đó khi còn là một chàng thanh niên, con kiếp là một chàng thanh niên, vì nghe theo lời vợ, xúi dục người vợ không thể sống chung với cha mẹ chồng, và cha mẹ chồng đã bù lòa, khiến cho nàng dâu phụng sự rất là cực khổ, cho nên nàng đã
nói to nói nhỏ và du khống về cái tật xấu của cha mẹ chồng cho chồng nghe. Thì ông chồng vì quá thương vợ và cảm thấy bực bội với cha mẹ. Nhưng mà trên thực tế thì cha mẹ của chàng không có làm cái công việc đó, không có ăn cơm ủ tháo hay là không có đặt bể bát đĩa ở trong nhà đâu. Nhưng mà tại vì cô nàng này cổ muốn tống khứ cha mẹ chồng ra khỏi nhà hay là giết chết đi để cho cô rảnh tay, cho nên cô mới bày ra cái kịch bản đó. Thì cô chồng nhẹ dạ cả tin như vậy, mới đóng một chiếc xe và đưa cha mẹ đi nói dối rằng thăm người bạn con ở xa. Nhưng mà khi đến địa rừng, đi vào trong sâu trong rừng, thì chàng ta đã giả giận, nạt nộ, la hét, thị uy như là tên tướng cướp, cướp đường, và đã đánh đập cha mẹ mù lòa cho đến chết, rồi vứt xác ra bìa rừng, ra khu rừng đó, rồi trở về. Do cái ác nghiệp giết cha giết mẹ này mà phải sanh xuống địa ngục nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó. Khi mà từ địa ngục thác sanh lên, luôn luôn bị chết bằng cách bầm nát như tương, rồi sanh trở lại địa ngục nữa, tiếp tục cho đến kiếp chót từ địa ngục sanh trở lại làm người, rồi bị cái quả báo dầu cho ngài hiện tại là đệ nhất về thần thông, nhưng mà ngài xét thấy cái nghiệp trong quá khứ ngài đã làm như vậy, cho nên phải bị quả nghiệp, cho ngài không có dùng thần thông biến đi, mà ngài chấp nhận cho bọn cướp đó giết ngài và bầm sát. Rồi sau đó ngài dùng thần thông, ngài mới thu hồi lại từng miếng thịt, từng khúc xương để mà đến đảnh lễ Đức Phật và xin phép được viên tịch niết bàn. Thì cái chuyện của những tên cướp người, nó bị hiện báo nghiệp mà chúng tôi vừa kể để phía trước. Còn bây giờ thì cái chuyện của ngài là do hậu báo nghiệp. Và cũng có những trường hợp, thí dụ như ngài Anuruddha, trong đời quá khứ xa xưa là một chàng thanh niên nghèo khổ, cúng dường cho Đức Phật độc giác, rồi phát nguyện đời sau xin đời giờ nghe cái tiếng không có. Quả thật vậy, trải qua nhiều đời nhiều kiếp sống cho đến kiếp hiện tại này là hoàng tử Anuruddha. Khi còn nhỏ chơi với các vị hoàng tử công tử ở trong cung, mỗi lần mà bị thua, bị thua cuộc là phải chung bánh, và cứ sai người đi về nội cung xin đến mẫu hậu cho bánh để mà chung cho những cung tử hoàng tử này. Bánh ở trong hoàng cung cuối cùng cũng hết, làm không kịp, nên mẫu hậu mới cho người lấy cái quả đựng bánh đậy vải lụa lên trên và dặn rằng khi ra gặp hoàng tử Anuruddha, hoàng tử hỏi bánh gì thì nói là bánh không có. Nhưng mà đến khi hoàng tử nghe người tùy tùng nói là bánh không có, hoàng tử lấy làm ngạc nhiên, mới đỡ lấy cái quả bánh đó, cái quả đựng bánh đó, tức là cái hộp đựng bánh đó, dở nắp ra thì có nhiều loại bánh thơm phức mà không biết tên là bánh gì, chỉ biết đó là cái bánh không có thôi. Thì người tùy tùng mới về thuật lại cho mẫu hậu nghe. Thì mẫu hậu biết rằng con ta là người có đại phước, từ nhỏ lớn lên chưa từng nghe tiếng không có, bây giờ gạt nó nói rằng bánh không có nhưng mà vẫn là có, cho nên mới đặt tên đó là cái bánh không có, vân vân. Thì đó là do cái nghiệp thiện ở trong đời quá khứ đã làm. Thì như vậy đó,
Cái đó chúng ta gọi là hỗn báo nghiệp, nghiệp xa xưa. Thứ tư chúng ta gọi là vô hiện nghiệp Ahosikamma, tức là nghiệp nào như là cái tâm động lực thứ nhất nó có khả năng tạo ra hiện báo nghiệp, nhưng mà qua khỏi đời này thì cái động lực thứ nhất đó nó trở thành Ahosikamma, là vô hiện nghiệp. Động lực thứ bảy ở trong lộ trình tâm nó có khả năng tạo ra sanh báo nghiệp, nhưng mà trải qua hết kiếp thứ hai rồi mà động lực thứ bảy không có tạo ra được cái sanh báo nghiệp thì nó trở thành Ahosikamma, là vô hồi nghiệp. Còn bảy năm động lực giữa trong lộ trình tâm nó tạo ra hậu báo nghiệp, hoài kiếp xa, kiếp sau có sao nữa, nó trổ quả cho đến khi nào người đó chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn cái sự tái sanh nữa, thì lúc bây giờ những cái nghiệp đó nó mới trở thành Ahosikamma, là vô hồi nghiệp. Thì bốn loại nghiệp mà trổ quả theo thời gian đó, tức là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hủy nghiệp là như vậy. Thì hôm nay chúng ta chỉ học tới chừng đó thôi. Bây giờ thì cái thời gian nó cũng gấp rút gần với bây giờ chúng ta nghe pháp ở trong rừng Bodhidharma. Chúng ta xin dứt lời ở đây, kính chúc quý vị được sự an vui và có trí tuệ để học hiểu Phật pháp, hầu có lợi ích hiện tại lợi tương lai. Và bây giờ thì xin mời, xin thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo nhanh cho lớp, rồi chúng ta qua bên rừng kia. Nam Mô Bụt Thầy. Hay là để chúng tôi phúc chúc phước báo cho rừng Thượng tọa qua bên rừng kia để mà lễ bái tam bảo. Phật vô tu sắp mang galan rắc hắn tu sắp đi và ta sắp bù tha nụ phà quê nè sắp thầm ma nụ phà quê nè sắp sang kha nụ phà quê nè sắp đa số thi phàu văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự tăng lợi thường thường đến người. Nam Mô Bụt Thầy.